đám cưới em còn bình thường, em không biết sao em lấy chồng. Ủa nghe nè, có khi nào ông dẫn vô chỗ khác không? Có vụ em đi mình nghe, có vụ đi đâu không? Lúc mà gần cưới á, anh em rủ anh đi khách sạn á. Em rủ à, em định là em nghĩ là thôi mình đi sắp đi Nhật rồi, mình cũng nghĩ mình cho qua đường thôi. Xong cái em nói anh ơi, nhưng mà xong rồi á 12 giờ anh đi về nhà anh ngủ đi nha, em ngủ tay mình được rồi, mang cái phòng cho, em sợ liên lụy với Quý tại vì em cũng sắp đi Nhật rồi à. Nên đi cho biết mùi đời thôi à. Rồi vô khách sạn. Xong rồi vô khách sạn em tắm, em thay đồ ngủ, em đem theo đồ ngủ nữa, đồ ngủ đẹp lắm. Xong rồi ra, xong rồi hai đứa nói chuyện, nói chuyện này kia, tâm sự để hiểu nhau hơn vậy thôi. Xong rồi cái mắc cỡ quá. Thì sao? Kể luôn đi nha. Xong rồi 7 cái luôn. 7 cái luôn trời ơi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Trần Thanh Long, năm nay 31 tuổi à, sinh sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh à, hiện tại là em là nhân viên ngân hàng. Mời em. Dạ, chào cô Hồng Vân. Cô gì mà cô, chị. Bỏ cắt cái đó đi nha. Rồi. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Trương Huỳnh Như, năm nay em 25 tuổi. Em hiện là chuyên viên thẩm mỹ hả? Chuyên viên thẩm mỹ. Theo em thì anh Thuận cần sửa cái gì thì khuôn mặt anh Thuận sẽ sáng bừng lên. Anh không cần sửa gì hết, anh Thuận là đúng gu em luôn. Anh Thuận là đúng gu em luôn. Chồng em nè, chúng chồng em á. Dạ, là... dạ em thích là mặt tròn. Vậy hả, như dạ. Vậy là cái ngày mà cạo đầu của em nó cũng gần tới. Đúng không? Ủa nhưng mà sao hai em quen nhau ở đâu? Và cơ duyên nào dẫn đưa đường dẫn lối cho hai bạn gặp nhau? Em với vợ em á là quen nhau là cái duyên. Ở đó là em tham gia group bạn muốn hẹn hò offline á, trên fanpage á. Thì là lúc đó thì em thấy Facebook của vợ em, nhìn này, avatar thôi thì rất là đẹp, tóc dài giống như bây giờ anh. Rồi em mới nhắn tin ngày này qua ngày nọ. Lúc đó vợ em cũng nhắn lại á, hỏi thăm em á, thì em tưởng em vô rồi, nhắn tới đợt mà hỏi vợ có bạn trai chưa. Thì vợ mới im, xong cái mất tích luôn. Sao vậy? Tại lúc đó đang có bạn trai đúng không? Dạ không, tại em làm việc em bận, em ít có lên Facebook á. Xong rồi cái đâu khoảng gần nửa năm sau, tới sinh nhật của em, anh mới nhắn tin chúc mừng sinh nhật em. Và em mới cảm ơn. Hai vợ chồng em 20 ngày là cưới rồi. Hả? Là nhanh quá vậy? Đợt đó là vợ của em là chuẩn bị đi Nhật. Cha mẹ vợ dưới cũng không muốn con đi Nhật nữa. Rồi cái đợt đó thì em vô, rồi em tấn công quyết liệt. Rồi em kết sổ luôn. Kết luôn. Tại vì nếu mà để lâu quá là bả đi Nhật liền. Dớt luôn. Đi Nhật để làm gì? Nhưng... Dạ, em đi du học á chị. Rồi ví dụ như trong 20 ngày đó tụi em quen nhau vậy là tụi em có thời gian để mà tìm hiểu nhau, có những cái buổi đi chơi mặn nồng hay là có những cái mà gọi là những cặp tình nhân người ta hay làm không? Thân mật nhau quá đó. Cái bữa đầu tiên mà em với vợ em gặp nhau á thì là em cũng là hơi bị vỡ mộng á. Tại vì cái hình ảnh của em thích vợ đó với vợ em là bây như bây giờ nè. Tóc dài rồi xinh đẹp rồi giờ là tóc nối. Lúc đó là cổ tóc ngắn hả? Tóc ngắn lắm anh ơi, tóc ngắn lắm mà sơ sát. Em đâu biết gì đâu anh. Gặp về cái nhắn tin này nè, anh thích em như xưa, em giờ anh không thích. Cái gửi tấm hình hồi nào em không biết, lúc em còn nói tóc á. Rồi nói anh nghĩ là hai đứa mình không hợp nhau đâu. Anh không mang đến hạnh phúc cho em đâu. Tự nhiên em nghĩ là buồn quá đi coi phim mình, buồn quá hơi ngủ hay đi coi phim chung. Tự nhiên về nhắn tin một nụi vậy đó. Xong rồi em mới tức quá, em mới gọi đi uống nước để em nói. Xong rồi đi uống nước nói chuyện, hai đứa mới hiểu ý nhau. Xong rồi lúc đó mới thường xuyên giữ liên lạc. Rồi đến khoảng 20 ngày sau á, anh dắt em về nhà, anh nói là em ngày hôm đó em không có biết là dắt về nhà. Em tưởng nó dắt đi vòng chơi không à. Tự nhiên anh dắt vô tiệm vàng cưới mua nhẫn cưới. Xong rồi anh dắt em về nhà anh luôn, là lần đầu tiên về nhà anh nói với ba mẹ là cưới em luôn. Em hoàn toàn ngơ ngác luôn á. Đúng rồi. Dạ. Lúc mà đám cưới em còn bình thường, em không biết sao em lấy chồng. Ủa nó nghe nè, có khi nào ông dẫn vô chỗ khác không? Có vụ em đi mình nghe, có vụ đi đâu không? Lúc mà gần cưới á, em rủ anh đi khách sạn á. Em rủ hả? Em định là em nghĩ là thôi mình đi sắp đi Nhật rồi, mình cũng nghĩ mình cho qua đường thôi. Xong cái em nói anh ơi, nhưng mà xong rồi á 12 giờ anh đi về nhà anh ngủ đi nha, em ngủ tay mình được rồi, mang trả tiền phòng cho, em sợ liên lụy dính líu tại vì em cũng sắp đi Nhật rồi. Nên là đi cho biết mùi đời thôi.
Rồi vô khách sạn. Xong rồi vô khách sạn, em tắm, em thay đồ ngủ, em đem theo đồ ngủ nữa. Đồ ngủ đẹp lắm. Xong rồi ra, xong rồi hai đứa nói chuyện. Nói chuyện này kia, tâm sự để hiểu nhau hơn vậy thôi. Xong rồi cái mắc cỡ quá. Vì sao? Kể luôn đi nha. Xong rồi 7 cái luôn. Bảy cái luôn trời ơi. Trước kể chuyện khác. Trước kể chuyện khác. Trước sao? Có đính chính lại không? Ai biểu cái đầm ngủ đẹp quá anh chị. Đây. Đó là đó giờ em chưa biết đó. Em thích. Chưa biết nên em thích. Lần đầu tiên với chồng luôn á. Dạ, dạ, xong rồi cái sáng hôm sau chồng em bắt đầu chiều dắt em đi về nhà luôn á. Ba mẹ ảnh chịu. Xong rồi em mới gọi điện thoại về ba mẹ em. Em phải gọi hỏi ba mẹ ơi, giờ con sắp đi Nhật rồi. Bây giờ có anh này hỏi cưới con á. Ba mẹ con hay là ba mẹ kêu con á lấy chồng là con lấy chồng. Ba mẹ kêu con đi Nhật là con đi Nhật. Mà ba mẹ suy nghĩ kỹ nha. Cái mẹ nói mẹ suy nghĩ. Mẹ suy nghĩ kỹ rồi con. Mới vừa nói xong, suy nghĩ kỹ rồi con, thôi con đi Nhật đi, con đừng đi lấy chồng. Cái nói dạ, vậy thôi để con nói với ảnh. 5 phút sau nhắn lại, thôi con, mẹ và ba và bà ngoại đã nói chuyện kỹ rồi, con đừng đi Nhật nữa, con lấy chồng đi. Em mới nói kêu thôi ba mẹ suy nghĩ có 3-4 ngày đi. Không con, ba mẹ quyết định rồi, đừng đi Nhật nữa, bỏ tiền đi con. Bỏ tiền đi lấy chồng đi, ba mẹ quyết định rồi. Cảm ơn cái, em mới gửi hình, lúc chưa có gặp. Mới gửi hình của anh này chụp chung với gia đình của ảnh. Là ảnh còn một người em trai nữa, cũng sắp tuổi á chị. Xong rồi gửi về nhà, ba em nhìn chỉ vô 2 tấm hình. Nói là chỉ vô ngay chồng em luôn, nói là thằng này tao chịu nè, là đúng luôn. Rồi, đúng luôn. Dạ, đúng luôn, xong dắt về cho em mừng quá trời. Cái hai bên gia đình tổ chức cưới luôn, em chưa biết gì luôn. Ba ngươi ngán nữa, lại ngươi ngán. Xong rồi đêm tân hôn á, cha em á trang trí phòng tân hôn cho tụi em á. Trang trí người ta là happy wedding. Rồi cha em là happy picnic. Cái dán tấm hình nguyên chiếc xe hơi du lịch vô. Cái xong rồi tối ngủ hai vợ chồng á, đêm tân hôn mà hai vợ chồng vô ngủ, cái em gái của em 8 tuổi mở cửa ra cho em ngủ chung với. Cái ba người ngủ chung. Xong rồi tối thấy chồng em ôm em, cái em gái em mới lên cho em ôm với. Rồi ba người ôm nhau ngủ luôn. Không làm gì hết. Nhưng mà không làm thôi, nhưng mà cái hôm ở khách sạn là đủ rồi. Đó. Sao giờ con em đi không nổi luôn. Em đi. Thật tình dễ, thật là dễ sợ luôn. Dễ thương gì đâu. Rồi vậy chứ em có đi nổi không? Anh này đi nổi không? Em cũng đi không nổi luôn. Ủa nó nghe nè, trong cái khoảng thời gian yêu nhau như vậy, đến lúc cưới nhau như vậy, thì em có bất ngờ gì về ảnh không? Tới lúc đăng ký với kết hôn á, là trình bày giấy chứng minh nhân dân, em mới thấy là Quảng Đông, Trung Quốc. Em mới gọi điện thoại, em nói mẹ ơi chết mẹ rồi, con lấy chồng Trung Quốc rồi. Xong rồi mẹ em ở dưới quê nói vậy hả, Trung Quốc hả, chết mẹ rồi Hảo ơi. Lúc đó là ký vô giấy kết hôn rồi. Nhưng mà là em ở đây mà đúng không? Em dạ, ở đây em mà đúng không? Nguyên quán rồi đúng không? Dạ nguyên dạ. Quán nguyên quán mà sinh ra ở đây. Dạ. Nhưng mà bây giờ sao về ở thấy chồng có chiều gia đình bên mình chồng đó. Dạ tại vì chồng em chiều em lắm. Rồi gia đình chồng có cưng em không? Dạ gia đình chồng cũng thương, ba mẹ chồng em là số 1. Vậy là sung sướng quá rồi. Nhưng mà hai vợ chồng hiện tại là ở riêng. Tụi em cưới nhau là bao lâu rồi? Dạ đến nay dạ, là 6 tháng. 7 tháng. Quá son luôn đúng không? Bây giờ trong 7 tháng đó thì cô này thấy đáng yêu quá. Có tật xấu gì không em? Có tật xấu là hay quên lắm. Thì nói chung là cái đó cũng ưu và nhược điểm á. Nhờ cái ưu điểm đó mà em mới cưới trong vòng 20 ngày. Tại quen mà đâu có nhớ ngày đâu. Em nói 3 tháng. Em nói 3 tháng là em hốt luôn. Nhắc về gia đình, cái em thấy em cảm giác như làm như mọi chuyện nó tiến triển nhanh quá. Mà em lại không nhớ, em nói, anh ơi em thấy mình giống như quen nhau lâu lắm rồi đó. Mình quen nhau bao lâu rồi anh nhớ không? 3 tháng rồi đó em. Nó vậy cũng được ha. Chứ còn biết 20 ngày là mất hồn liền. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi, hay quên. Rồi còn gì nữa? Nó nhanh quá. Hồ Đạt á, thì để lung tung. Bị cận anh, đeo len. Thì em hay là đổ nước ngâm á. Nhưng mà cuối cùng lại đợt đi Sapa với đồng nghiệp em á, thì quên mang cái chai nước ngâm bỏ vô toilet, không nhớ. Xong cái qua ga cái kèm ghèm em thích. Suốt chuyến đi luôn. Có nghĩa là hay quên ngay cả quên cái cho việc mà cầm làm nữa. Dạ. Em không nhớ gì luôn. Xong rồi hỏi lại thì nói không nhớ. Nhiều lúc á làm cái gì á em không làm, nói em cũng ủa em có làm luôn rồi em xin lỗi nha.
có nhớ gì đâu. Rồi là đẻ ăn đứa là coi như là quên luôn. Quên luôn. Ừ đó. Con nói anh ơi, mốt đẻ cho em đẻ thôi nha. Em mà đẻ mỗi mất cái nhớ. Rồi, còn cái tật xấu gì đáng yêu nữa không? Thích chồng không mặc đồ. À đúng rồi, thích em không mặc đồ. Sao vậy, sao lại thích vậy? Sao lại thích vậy? Kính thưa quý vị khán giả, chồng em giống như là đi bộ đội vậy đó. Tán mấy giờ thức, làm gì. Lúc đi ngủ, phải mặc như là đồ bình thường. Một cái quần nhỏ, một cái quần sọt, một cái áo. Em không thích, em đâu có mò được. Em không có mò được. Có bây giờ em thích chồng mập mập như nè. Lúc chồng em cưới em, chồng em chưa có vậy đâu. Chồng em không có mập, nhưng mà em thích chồng em mập, cho nên làm cho chồng em mập lên. Xong rồi từ khi cưới em tới giờ chồng em ngủ là không có mặc đồ. Em thấy thoải mái không? Cũng thoải mái anh. Cái ghế cũng quen. Dạ cũng vậy luôn hả? Mới đầu em mặc đồ ngủ đẹp đẹp vậy đó. Sau này em cũng không mặc luôn. Rồi là cái tần suất là 6 hay 7 hay 9? Dạo này ít rồi hả chồng? Vợ này tuần chắc 2 lần 3 lần. Vợ em giờ thì hay trốn lắm anh. Mỗi hết lần... thích rồi, hết thích rồi. Mỗi lần lâm trận là hô đau bụng hả? Ông phải trốn chứ bị gì nữa. Cái lúc mà gần giống vậy nha, em nói vậy, hôm nay mình làm việc nghe chồng là tối em dắt ăn đồ bổ vô nha. Tối giờ chồng ăn đồ bổ không luôn. Xong rồi tối cái tắm rửa mà đẹp, cái chuẩn bị cái anh ơi em đau bụng muốn anh chở em chút. Một tiếng đồng hồ đi ra chồng em ngủ mất tiêu. Mà ngày nào cũng vậy chưa, không biết bị gì nữa. Anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em là số 1. Chồng em không hút thuốc, nhậu cực kỳ giỏi, nhưng mà sẽ nhậu đúng hoàn cảnh và nhậu rất là thông minh. Điềm đạm, em không điềm đạm bao nhiêu là chồng em điềm đạm bấy nhiêu. Tại xấu hình như do em hết. Nhưng mà chồng em có một cái là chồng em lúc chưa cưới em á, là sống chung với gia đình á, mẹ chồng em rất là thương, cho nên là chăm sóc rất là kỹ về việc ăn uống á. Chồng em 31 tuổi, chưa biết nấu cơm. Không biết nấu cơm bằng ngoài cơm điện luôn cô Hồng Vân. Không biết phân biệt bột ngọt cái gì hết. Không biết cái gì thiếu kiến thức về nền tảng cuộc sống. Còn em là tự lập từ nhỏ tới lớn, cho nên em biết. Còn chồng em không biết gì kỳ cái đó. Nhưng mà bù lại về kiến thức á, về học vấn thì chồng em học nhanh, em làm thẩm mỹ mà. Những cái gì mà mình không biết chồng mình lại biết. Chồng mình không biết thì mình biết, hai vợ chồng bù qua đắp lại, cho nên là cuộc sống nó cũng dễ dàng á. Nhưng mà chồng em đến bây giờ em vẫn bị cái tật là em ăn lại đồ ăn của chồng em. Nhà em có nuôi hai con chó. Bình thường hai vợ chồng ăn đúng cái xương là cho chó ăn. Em gặm xương rất là hay, em gặm là cụm xương bóng lưỡng giục. Con chó không ăn. Chồng em gặm cụm xương của Yên Nguyên. Ăn xương không được chị Hồng Vân. Chỉ là ăn thịt, ăn cá là phải gỡ ra luôn á. Nhưng xong rồi về em đâu có đâu, em để tự ăn không á. Xong rồi chồng em gặm á, ăn á, xin lỗi chồng. Nói đi em, nói đi. Chồng em ăn á, xong cục xương còn yên nguyên. Em thấy vậy cho con chó, em tức quá, em uổng, em lấy lại em gặm lại. Dục ra con chó không ăn. Hai vợ chồng đi ăn nhà hàng, mặc đồ rất là đẹp, em vẫn gặm xương của chồng em. Dễ thương quá à. Vậy là bây giờ đâu có thay đổi gì. Sao đúng không? Trời. Có cần thay đổi còn gì? Còn gì kể nữa không? Đâu có tật xấu đâu mà thay đổi. Tại vì á, chị Hồng Nhung biết không? Tại vì hai vợ chồng cưới nhau, trước khi cưới là hai vợ chồng có ra những cái quy định. Đừng cái là hai vợ chồng em xuyên học kiến thức về hôn nhân gia đình lắm. Nếu mà cuộc sống vợ chồng có cái gì chịch một chút, mình biết mình cư xử sai ở đâu, hay là ở đâu một chút là mình chỉnh lại liền. Cho nên là cũng không có cãi nhau. Mặc dù quen 20 ngày thôi. Mặc dù quen 20 ngày. Chồng em nói chuyện chậm gì à. Còn em nói chuyện lẹ, mỗi lần cự lộn tới lượt em nó lâu quá. Đợi mình nói á, tới lượt mình cự lâu quá. Cái chồng em nghe nè, mình nóng mình, anh nói em nghe nè. Từ từ để anh nói cho em nghe. Mọi chuyện còn em thì được cự lẹ. Mình tức mà đợi tới lượt mình lâu quá thôi nghỉ cự luôn. nghỉ cự luôn. Dạ, lâu quá nghỉ cự. Mỗi lần chuẩn bị cự lộn cái chồng thôi em không nói tới anh nữa, cái chồng thôi anh cũng nghỉ nói rồi. 15 phút sau hai vợ chồng quay lại nói chuyện bình thường. Rồi quá dễ thương. Nhân đây thì em có mong muốn anh ấy thay đổi điều gì đúng không? Em có một mong muốn này, rất là mong muốn luôn. Điều kiện khi mà anh ấy muốn cưới em nói em có 3 điều kiện, nếu đồng ý thì em cưới. Một là ở riêng, hai là phải cầu hôn em, cái thứ ba là tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chịu thì cưới, không chịu thì thôi. Xong rồi
Vậy là bây giờ được mấy cái? Được ba cái rồi. Được cả ba cái luôn. Được hai cái còn cái cầu hôn chưa bao giờ cầu hôn. Bây giờ khoan đi, rồi bây giờ tới phần em nè. Em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em thay đổi là bớt bấm điện thoại lại. Nhiều khi em về cũng bấm điện thoại luôn. Không quan tâm. Không quan tâm. Em muốn vợ em bớt bấm lại để quan tâm gia đình hơn. Rồi. Còn hết gì rồi. Nữa không? Dạ hết rồi. Bây giờ em bớt được không? Được. Được thì bây giờ em có thực hiện cái mong ước của vợ em cái điều thứ hai hay không? Ngay tại sóng truyền hình luôn. Đúng chưa? Rồi. Đó. Em nói là khi mà em được cầu hôn một lần nữa, đó cưới đâu được cầu hôn, tự nhiên cưới. Không biết gì, giờ cưới cầu hôn đi. Như à, làm vợ anh nha. Nắm đêm. Làm vợ anh nha. Để em suy nghĩ. Hả? Đồng ý đi mà. Suy nghĩ hơi lâu. Chờ mấy tháng không được cầu hôn cho quỳ cho biết. Để em suy nghĩ. Chả lẽ em chơi lớn vậy sao? Đồng ý. Đồng ý. Như vậy là ba cái điều mong ước của em đã thành hiện thực rồi. Và chúc cho hai em lúc nào cũng nắm tay nhau viên mãn và hạnh phúc trọn đời trọn kiếp nha. Dạ. Chào hai bạn. Nhìn rất là ấn tượng nha. Ấn tượng nhất là nhìn cái là đôi thế mắt hề ước vui nhộn mình nè. Đó. Ừ. Bỏ cái áo ra cho anh nhìn cho nó body nó bự ra chút xíu cơ. Body ngày xưa 6 múi giờ cưới vợ nó đỡ rồi chị. Để vợ thương quá vợ chăm. 6 múi dụng còn khô cục. À, chồng nói cười sung sướng vậy đó ngưỡng mộ. Anh nghe nè. Ở nhà ảnh có hay làm cho em cười không? Dạ cười từ sáng đến chiều luôn. Đó thì bây giờ vẫn cười chưa? Vậy chứ vợ em có hay làm em cười không? Dạ vợ em được cái đè em xuống quýnh hoài đó rồi. Thì bây giờ mời hai em giới thiệu về mình ha. Dạ em chào anh Quốc Hận, em chào chị Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Em tên là Kim Chi, hiện tại đang là nhân viên văn phòng. Dạ năm nay em 27 tuổi. Còn đây là mì Hàn Quốc. Em là Minh Quốc. Minh Quốc chứ không phải là Hàn Quốc. Kế bên thôi. Hiện tại em là nhân viên sale của siêu thị. Biệt danh ở nhà em là chị Bảy, còn vợ em là chị Năm. Chị Năm với chị Bảy. Mà nhìn thấy Quốc hao hao giống người Nhật. Dạ đúng rồi. Em gốc Nhật nhưng mà Nhật Tảo. Nhật. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau như thế nào và ai là người ấn tượng đối phương trước? Cái này lần đầu tiên á, thấy bà kéo nguyên cái xe hàng cao bự lắm. Cao qua bà luôn, mà tướng dân dế à. Bà bán hủ tiếu hay sao vậy? Dạ không có, kéo xe hàng, hàng quá cho văn phòng công ty á. À. Lúc đó em tí ta tí tẩn đi ở dưới đi vô. Thấy bà thấy tội quá, thôi kéo phụ bà vô thang máy. Xong rồi xin số làm quen gà gà. Nhưng mà xin số xong về không có nhắn tin gọi điện gì hết. Tại lúc đó là ảnh đang còn nhớ người yêu cũ. Là lúc đó em mới chia tay người yêu cũ hả? Lúc đó còn đang yêu. Tại lúc đó là cái dạng mình chung tình á, mà mình hám gái á. Thì mình thấy cái gái đẹp mà làm cực thì mình nhảy vô mình ca lăng. Lúc đó em có ấn tượng gì về ảnh không? Ấn tượng là ảnh tốt bụng với lại cái đôi mắt. Ủa em cũng biết là mở mắt hay đang nhắm mắt nữa. Lúc nào nó cũng có gì mắt đó. Nhỏ si tình say mê á. Bao lâu hai đứa mới bắt đầu yêu nhau? Đi tham gia chương trình team building nghỉ mát của công ty. Xong rồi cái ra ngoài tắm biển á. Tự nhiên ở đâu không biết nữa. Chạy lại ẵm em dục xuống biển mà em không biết bơi. Trời ơi. Sao vậy? Cái này em đính chính. Tại vì tính em thấy bạn ngọn mình, bạn buồn thì em chạy lại em chỉ ôm bạn dục xuống biển thôi. Em có biết là bạn không biết bơi không? Dạ, em biết thì em đâu có dục. Trời ơi, vậy đó hả? Rồi xong sao? Dạ, xong rồi anh hùng cứu mỹ nhân bay xuống biển. Cứu em lên, xong hỏi em, trời ơi em ơi, em có sao không? Em tỉnh lại đi em. Cái em đứng dậy em nói, hồi nãy tôi nhớ rõ ràng luôn, ông là cái người mà quăng cứ xuống biển nha. Cái sau lúc đó em đứng dậy em chửi quá trời luôn, em nói cậu giàu ế cả suốt cái cuộc đời này, con nhỏ nào nó xui nhất luôn, nó mới cưới không làm vòng á. Rồi cuối cùng mình xui. Quăng hai ba lần bả mới nhớ rõ mặt vậy. Quăng xong rồi kéo lên, xong bả ngồi bả thở cái khỏe cái em quăng tiếp. Chắc cũng phải chịu đèn mới cho thảm để quăng nè. Không. Chứ gặp người khác là tao phải chống cự dữ lắm chứ. Cái dòng này là dê mà hạ sách đó, em hiểu không? Có nghĩa là muốn là phải đụng chạm được, cọ quẹt được, nhưng mà không có muốn lộ ra cái điều đó. Không, cái này dê có kịch bản mà. Đó. Tại vì mình trai mình thấy một ngựng gái ngồi ngắm cảnh biển, cảm giác nó buồn quá. Buồn quá nên quăng xuống biển. Dạ, quăng xuống chơi cho vui thôi. Cũng có duyên ghê luôn á. Ừ. Dạ. Thiệt á, lỡ mà nó chị là chị không biết bơi. Thành ra là chị sợ nước lắm. Trời ơi, gặp mà chị mà bị giống như vậy đó nghe là rồi đó. Là cái xương không còn đó, phải gãy xương đó. Chị sợ lắm này nữa. Bao lâu rồi em mới chính thức cua cô gái này? Dạ, tới lúc đó thì vẫn chưa.
Sau đó thì người yêu chuẩn bị đi du học nước ngoài. Thì lúc đó thì mới chia tay. Mới theo đuổi cô này. Bắt đầu em lên kịch bản em cua luôn. Em có chịu ổng liền không? Dạ không. Giai đoạn có tháng 10, tháng 11 với trời lạnh. Cái xong rồi ngày nào anh cũng ở nhà tự khuấy nước này kia nọ, bỏ vô trong mấy cái cốc nhiệt giữ nhiệt á. Xong anh đem lên, anh để trên bàn của em làm việc của em á. Em ơi, nếu mà lòng em lạnh á thì hãy lấy cái ly nước này giữ vô, giống như tay của anh ôm em mỗi ngày. Trời ơi. Mấy ngày đầu em không uống, em không biết của ai đó. Em có dám uống. Sao dám uống? Cũng khoảng 4-5 lần á, lộ ra rồi cậu mới chịu uống. Có một lần ảnh đi vô công ty á, ảnh đi sớm, anh vô mới nói em là em ơi, em ra ngoài ngay chỗ cầu thang bộ đi, anh muốn nói chuyện với em. Cái mới nói là chị ơi, anh thích em. Cái sau em mới nói anh ơi, ủa anh không biết hả, em giới tính thứ ba mà, em đâu có yêu, em đâu có yêu con trai rồi, em yêu gái không à. Vậy hả? Dạ. Lúc đó là bà nói đừng yêu em, em là lét á. Nói không sao, lét anh vẫn chịu, miễn yêu em thôi. Anh bẻ cho thẳng luôn đúng không? Ráng bẻ cho thẳng luôn, thôi cho anh cơ hội. Rồi em làm đủ thứ trò này kia nọ, lâu làm bà bất ngờ. Ví dụ như bà vô văn phòng cái chỗ bà làm việc á, thì thấy món quà nhỏ để đó, vừa mở ra xong có món quà, cái em gọi điện về văn phòng, cái nữa em tặng thêm một món quà nữa. Nước bồ quà. Tụi em gặp nhau cái lần đầu tiên đó là cách đây bao nhiêu lâu? Cũng gần một năm. Cưới nhau được nửa năm rồi. Chồng em á, lãng mạn như vậy, rồi cũng ga lăng như vậy, thì thật lòng em có ghen không? Dạ có, em ghen dữ lắm. Bữa đó là em ám ảnh luôn á. Hai vợ chồng đi dạo ở cầu Ánh Sao. Tự nhiên chợt miệng bà hỏi về người yêu cũ. Thì mình người đàn ông thật thà mà, yêu rồi có gì mình khai hết. Cái nói là người yêu anh chỉ có cười, không cười với ai hết, chỉ cười với anh thôi. Không không, để em nói lại cái câu đó nó cho nó chính xác. Người yêu của anh không thích cười nhưng chỉ cười với mỗi mình anh mà thôi. Trời ơi, lúc đó trời ơi, em đang đứng ở trên lầu mà em uống một ly cà phê của ảnh mà em nóng mà em bực ghê luôn. Em nói nè, ủa vậy em lại gì vậy? Ủa anh đang yêu em mà, anh vừa mới tỏ tình em cách đây mới mấy ngày mà sao giờ anh nói người yêu của anh, ủa vậy em lại gì vậy? Ủa em tức dễ sợ luôn. Xong đó theo đó em cầm ly cà phê em tặng hết từ trong quan mặt em đi về luôn. Biểu cảm nó rất là bâng khuâng bồi hồi, nhớ về người yêu cũ mà một cách da diết luôn. Trời, không có một từ ngữ nào diễn tả được cái hình động mà. Đó xong là bữa đó là em vừa phỏng vừa ướt cái gì là hất nguyên cái ly, hất nguyên ly cà phê vô. Dạ, rồi đi về luôn. Em cầm em tặng thẳng vô mặt luôn, em cho bỏ đáng ghét em đi về luôn. Nhưng mà em có nghĩ là thời điểm đó là ảnh đang bắt cá hai tay không? Thì lúc đó em cũng có nghĩ là như vậy, tại vì em còn thấy trên Zalo của ảnh á là còn vương vấn gì đó tới người yêu cũ. Vương vấn? Lúc đó là yêu em bao lâu rồi? Dạ lúc đó mới quen em được tầm một tháng mấy. Em quên đúng không? Đăng cái tấm hình lên thôi chứ em không có ghi status gì hết á. Không, ảnh còn đăng như vậy nè: trời mưa, ai kia có nhớ tới anh không? Đúng. Xong rồi. Rồi để cái hình mặt còn buồn hiu quạnh. Nói phong lâm vậy là cái người kia cũng đọc vô cũng chặn lòng liền chứ. Trời ơi, tội nghiệp quá, anh đang ngồi ngoài mưa được. Ngay cái thời điểm mà anh còn hôn em vào ngày 14 tháng 2 á, thì khuya ngày 14 tháng 2 á, thì em đang cầm điện thoại anh, em chơi. Người yêu cũ của anh nhắn tin cho anh ơi, anh đang làm gì đó, anh có nhớ tới em không? Em nói là anh đang nhớ tới em, có thử các bạn kia trả lời sao. Thì anh này thấy, quay qua giật điện thoại. Anh này hỏi là có chuyện gì không em? Hỏi là em nghe nói anh đã quen một người khác, không biết có đúng hay không, bây giờ mình có thể làm lại từ đầu hay không. Rồi lúc đó nha, trời ơi, tim em như muốn ngừng đập gì đó. Em nói ủa tại sao mới còn hôn em mà này kia kia nọ, làm em cảm thấy rất là bức xúc. Lúc đó nha, em muốn đập bể điện thoại xong em muốn đi về luôn á. Mình không quen thì mình cứ xem như bạn, còn đây thì chụp không quen là cắt. Rồi cô có trả lời lại không? Dạ không. Qua ngày hôm sau nữa, hai đứa đang ngồi đi ăn ở quán sushi, cô đó nhắn tin tiếp mà ảnh là ảnh chặn tin nhắn. Cái em bấm vô tin nhắn chặn: anh ơi, vậy bây giờ anh có thể cho em một cơ hội lần cuối cùng để em quay lại bù đắp lại những gì em đã làm tổn thương trái tim anh không? Trời ơi. Lúc đó thì em có trả lời lại không? Em hiểu chồng em rồi nên em đưa điện thoại lại, em nói là em nghĩ là anh nên có một cái động thái gì đó dứt khoát với cô gái này đi. Thực ra khi đã yêu nhau rồi khó trở thành bạn được lắm em. Yeah. Khó lắm. Thành ra cho nên là cái điều mà hay nhất là dứt khoát. Đúng không? Chị với em bây giờ làm bạn được. Chứ bây giờ thử mà em với Thúy Nga đâu làm bạn được. Gì vậy? Trời đất ơi. Rồi bây giờ là tất cả mọi thứ đã giải quyết xong hết chưa? Dạ rồi. Một năm. Các em có giữ cho nhau không? Đàn ông chân chính à, giữ tới cuối luôn. Cuối luôn. Vậy đó hả? Thậm chí qua luôn á. Thì sau khi mà rước dâu về xong rồi tối á, thì hai vợ chồng em kéo đồ về nhà riêng. Qua nhà riêng thì ảnh tắm rồi ảnh kêu là: em ơi, mình cũng có một chút gì đó đi. Cái em cũng trung lắm, em mới nói là thôi cứ từ từ đi. Cái anh nói không, em cứ nằm im đó đi, anh sẽ làm hết. Chuyện cứ để anh lo. Cũng được một chút rồi. Cái tự nhiên em sợ quá, em la lên. Sau cái anh nói, cái gì vậy? Ủa sập nhà hả? Vụ gì vậy?
Thôi đừng 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 đừng, em sợ em sợ em sợ. Gì vậy trời, gì vậy má? Mà coi như tụt cắm út nữa. Cả năm trời mình gìn giữ cho nhau mà tới ngày đó mình rạo rực rồi, mình làm hết tất cả luôn rồi. Bà làm quất một cái. Gì vậy má? Mất luôn rồi. Thôi mà xuống lầu chạch luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Là nguyên đêm không làm được luôn. Dạ sao nguyên đêm sao? Cái dẫn bả ra lớp hai vợ chồng nhậu tới sáng rồi về. Dạ. Sao vậy Chi? Sao em sợ hả? Dạ em sợ. Ảnh là người đầu tiên của em hả? Dạ đúng rồi. Rồi đêm sau làm sao? Dạ đêm sau cũng không có làm gì luôn. Em cũng thiết kế này kia nọ, đèn đến nặng mạng lắm nha, tắt đèn tối tối rồi thắp nén lên nữa. Mới đầu bả cũng chịu. Cũng tới khúc cao trào. Thôi anh ơi đừng nữa anh ơi. Rồi rồi. Rồi sớm. Bao lâu mới được? Dạ cũng cỡ 2 tuần á. À, 2 tuần đó vui không? Dạ vui vậy. Em làm đồ ăn xong cái em mua thêm chai rượu vang. Xin chứ là sai sai rồi. Sai sai dễ mặn. Sai sai dễ mặn. Lúc đó cũng lơ lơ lửng lửng rồi. Được mình mặn luôn. Ok đúng không? Ok. Dạ, ok. Em sao? Có tò mò quá. Dạ thì lúc đó em xỉn rồi. Cái em nằm chổng gọng không hỏi em. Em có cái trò này vui lắm, hỏi trò gì anh. Trò này hai đứa chơi thôi. Xong thế là anh làm tới luôn. Nhưng mà em thấy vui không? Ngủ mất tiêu rồi. Anh cho em uống hết nguyên chai rượu luôn rồi. Là em ngủ còn muốn mận gì cũng mận á. Dạ đúng rồi. Chết cha, sao một đêm tỉnh dậy biết mình không còn con gái thôi. Dạ. Sao một đêm tỉnh dậy là em từ trên giường em phi thân xuống đất. Em ngủ dậy em thấy thấy xong hết rồi. Em tức quá em đạp cái lọt giường, tại sao vậy hả? Dám dụ tôi. Nè hỏi thiệt nè, bây giờ đứa nào dụ đứa nào? Bây giờ em bị dụ chị. À. Anh làm về mệt á. Anh ơi chơi chơi chơi. Chơi gì? Mệt thiếu nổi chơi. Chơi. Phải làm gì? Lúc trước tại mình ham vui. Giờ mình mệt rồi tới bả ham vui. Ai kêu dụ dỗ em chơi trước chi? Giờ em ghiền rồi thì ngày nào em cũng phải dụ chơi. Đó anh thấy không? Tại sao ngày xưa 6 múi, bây giờ như anh 1 múi thôi à? Có lời tật xấu chưa? Dạ có. Trời ơi, chồng em nhiều tật xấu lắm. Kể từ nay mà tới sáng mai luôn. Không biết tới mai mà đi đó hả? Dạ, mỗi sáng sớm là vợ mà chuẩn bị tắm xong rồi, chuẩn bị đứng trước gương, chuẩn bị thay đồ đi làm, lại tự nhiên nắm quần vợ tụt xuống vậy nè. Em hỏi là cái gì vậy? Không, cái này nó vui. Cái mỗi lần ông ăn cơm xong á, đứng ngay cái bản mặt của em nè, ở hết vô mặt em hưởng hết luôn vậy đó. Anh là dành những cái phần tinh túy nhất của cuộc đời đó, anh dành tặng cho em. Không, mỗi này vui mà, không sao đâu. Còn cuộc đời của em giống như là đi tìm ba cái tóc dơ của ảnh mang về đi làm về xong rồi cái đem đi giấu. Thấy vợ mình ngày nào cũng giặt hết thì thấy tội bả quá. Thôi em dự định là em gom đóng lại giặt luôn một lần cháu khỏe. Em đựng cái em nhây lắm. Cái tự hết kể đi. Anh này đại hội dịch mặt anh chứ không phải đại hội dịch mặt em. Chút nữa tới quất nghe. Rồi giờ nè tiếp tục đi ha. Nhiều chuyện một cây luôn anh. Vợ ở dưới tầng G có cái gì á vợ? Anh y nghe anh thấy đông lắm, vợ chạy xuống vợ nhiều chuyện đi, xong tối về vợ kể nha, má công kể này mọi người, nói vợ anh nói anh nhiều chuyện. Thôi là ông thấy chuyện gì là ông lên suối vợ mới xuống coi. Yên tâm đi không sao đâu, qua chương trình thì sao mà mọi người biết hết á nha. Dạ chuyên gia dụ dỗ em. Anh em ơi hôm nay anh thấy da mặt em không đẹp rồi đó, đi spa đi em. Xong cái vô cái hỏi trời ơi chị, mỹ phẩm này có tốt cho da em không? Ảnh đang hỏi ảnh đó. Trời ơi chị, hôm nay mặt em người nào có mụn không nè, chị thấy không? Trời ơi chị phải chỉ cho em loại mỹ phẩm nào tốt cho da em. Trời ơi mà chị coi nè, trời ơi dạo này da em này nè, ngày xưa đâu có vậy đâu, ngày xưa mà em biết vậy em đâu cưới đâu. Riết mà mấy cái tiệm spa của em làm quen á, mà em tới một mình cái hỏi ủa nay em quất đâu hết trơn rồi chi? Ông thấy nó vợ làm xong ra rồi mà còn đứng nhiều chuyện với bà chủ. Chị trời ơi, em thấy hôm nay nhà chị vậy nè. Trời ơi chị hôm nay nhà chị có trồng cây hoa mới hả chị? Ủa đối diện nhà chị ủa đang xây gì chị? Đứng nhiều chuyện với bà chủ, trời ơi một cây luôn, nhiều chuyện không còn cái gì mà để nó. Anh chị cũng phải hiểu rồi. Mình chở vợ mình tới spa thì bả đâu có làm một suất đâu, bả làm hơi 2 suất. Buffet bả ngủ ở chổng luôn, không lẽ mình ngồi không thì mình kiếm chị chủ tiệm mình tâm sự mộng với nhau chị, thôi mà. Chị tưởng là em vô làm luôn. Chỗ luôn có vậy? Thì em vô hay làm chồng một suất đúng không? Chỗ nào không có thì mình tâm sự mộng thôi mà. Là anh ta... Nhưng mà lọc ra là chỉ có cái ở dơ á là tật xấu thôi. Dạ còn nữa chị, mỗi lần mà em buồn buồn á, cái em đi làm về có vấn đề trong công việc á, cái bắt đầu quay qua xách cái giỏ. Chị Năm, để chị Bảy nói chị Năm nghe nha. Trời ơi, hôm nay chị Bảy nhiều chuyện lắm. Chị Bảy nói chuyện đâu nói chị Năm nghe nè. Trời ơi, đứng mà em nói em đứng hình luôn. Nhiều khi xách cái giỏ quen rồi bà không up về, mượn thêm cái váy của bà nữa chơi vô. Xong cái bà thay qua, cái gì ông nội, dành cái váy của tôi luôn không rồi. Đó, hai chồng dành đầm của nhau làm chị Bảy với chị Năm. Nhà luôn rộn ra tiếng cười mà mất con chắc con nó thích lắm. Lúc mà bà trét về nhìn mặt thấy tội lắm. Mặt sụ xuống giống chó mặt sệ vậy á. Thấy tội lắm, thôi em làm cho bà rảnh lên chút xíu. Mà bà rảnh xong rồi bà đè em xuống bà quýnh em hoài à. Quýnh ra stress đi vậy. Kể tiếp luôn đi, kể rồi. Tiếp thật nè, hay đánh chồng nè.
Bà giật mình xuống cái bà đi lên đi xuống, đi lên đi xuống giống như đi massage vậy á. Bà đi xéo vài lần người em đi lên người phải không? Lên dạ đúng rồi, massage đó. Thầy tiệm massage người ta đi xong em khỏe, còn này đi xong là em lúng luôn á. Thì em cũng thương anh mà, đúng không? Vợ em con chờ tiêu khiển trước khi ngủ vui lắm. Chồng chồng xích vô đây chờ nó nghe này nè. Giờ xích vô bà chùm mà lại bà lập rồi là coi như lúc đó là em lên đấy ấp o rồi đó. Bà xem qua, ê chồng còn tỉnh không chồng? Chắc tỉnh á. Hai đứa đi du lịch, cái phòng thì nó cũng nhỏ kín nữa, cái bà chơi xì ra một cái, cái em biết em nín thở em chốt cửa lại, bà nín thở không nổi bà hít trước. Cái đó là tự sát đó. Dạ tự sát. Cái đó đó là em muốn nguyên đai nguyên kiện luôn. Dạ đúng rồi, tự mình á, tự mình đập vô trong cái bản mặt của mình đó. Ừ, tự đánh vào tự sát tự chết luôn á. Ừ, ví dụ như chồng đang ngủ ngon lành á mà mở máy lạnh lạnh quá, vậy 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 chồng có gì vậy? Giơ hai tay lên anh, nửa đêm giơ chi vậy bà? Thì cứ giơ lên đi, giơ lên hai tay thọt vô kẹp xuống. Trời ơi má ơi, nó buốt sướng như đâu luôn. Có mấy lần ảnh đi nhậu xỉn vậy, đâu còn cảm giác gì nữa đâu. Trời ơi, em bắt đầu lấy son phấn em vẽ đầy mặt. Em còn ghi chữ lên trên trán nè: anh thề sẽ không bao giờ đi nhậu nữa. Có chụp hình lại không? Dạ có. Chụp hình quay phim lại á. Chụp tính đăng Facebook. Chửi. Hồi đăng Zalo. Hình là không có đăng. Hai người này dễ thương quá. Quá dễ thương. Ừ. Có nhiều khi bả buồn á, hết trò rồi, cái lấy dây thun cột bả hai chùm bên đây, em chùm chính giữa ở đây nè. Đó. Xong để điện thoại lên quay, bắt con gà lên nóc nhà, bắt con gà ở nhà, hai vợ chồng nhúng nhảy nữa. Ôi vui trời quá hả? Vui. Hai chồng thì hề lắm á, nhiều. Bữa đó em mở ra cái loa hơi bị lớn, cái ông hàng xóm cái bên ông gặp cửa hỏi: em ơi, giờ này cũng 12 giờ đêm rồi, em làm cái gì nhỏ nhỏ thôi em. Có nói dạ em xin lỗi. Không, lúc tại đó em đút cái đầu ra, người ta cũng hơi giật mình. Đút cái đầu ra, tự nhiên trời quất bữa nay mày chơi cái đầu độc quá quất. Nãy giờ còn đánh thêm cái son môi màu đỏ. Hai cục bên đây hồng hồng lên này nữa. Trời ơi. Vậy là hai người này chắc cũng có gì mong muốn thay đổi nhau đâu ha. Ừ, dạ. Có không? Có thì có không? Nhiều lắm chị. Ừ. Đâu em mong muốn vợ em thay đổi gì? Vợ em được cái không? Bà rất là kỹ tính. Bà lên nguyên một cái len luôn. Ừ. Cuối cùng xong rồi là thích là đi thôi. Ừ. Không có dính chấu gì cái len hết đó. À. Ừ. Giống như lên Đà Lạt chơi đi. Ừ. Lên Đà Lạt chơi lên nguyên len nè. Bữa nay đi đâu đó. Ừ. Nhưng mà không có đi hướng ngược lại không à. Ừ. Thì giờ đó là ý em muốn thay đổi. Thay đổi cái gì nè? Khi mình lên cái gì rồi đó, mình chịu có làm giống một chút xíu. Em không cần 100% đâu, 50% cũng vui nữa. Hai vợ chồng đói cái: anh ơi em muốn ăn bánh canh. Mà nửa đêm rồi, ok dán chạy đi kiếm bánh canh. Chạy được nửa trường, anh ơi em muốn ăn vú heo nướng. Vú heo nướng à, phải hoành lại ra vú heo nướng, chạy gần tới vú heo nướng. Thôi anh ơi em muốn ăn bún riêu. Nói chung là chồng mong muốn vợ có lập trường vững chắc trong mọi thứ. Đó, vậy thôi gì đúng dạ, không? Đúng rồi. Còn vợ sao? Em thì em cũng thích anh Quốc cứ như vậy, mà yêu em nhiều hơn một chút, chiều em nhiều hơn chút, mà đừng có chơi dơ với em quá. Thì nếu mà nói đổi dơ về vớ thì vợ em cũng có chút chốt. Chân bà ngủ mà hay mang vớ, chọt vô lỗ mũi tỉnh dậy đi chồng. Lúc đó là ná thở rồi đâu tỉnh được. Lấy hai chiếc kìa nè, chọt thẳng vô cái lỗ mũi. Cái cặp này chắc phải có đứa con đi. Đặng mà con nó được hưởng những cái gọi là những cái năng lượng vui vẻ của cha mẹ. Lúc này là lúc mà nó sung sướng nhất á. Chứ còn có những nhiều cặp họ mệt mỏi rồi, chứ họ không thích chơi. Và anh cũng mong là các em cứ giữ mãi những cứ giữ cái thanh xuân này. Cái thanh xuân, và đồng thời là những cái thú vui đặc biệt như thế này. Và hãy tận hưởng cái khoảng thời gian là đang là rất là son như thế này. Đúng rồi. Đó. Rất là con rồi là mình sẽ tập trung vào nó nha. Đúng rồi. Xin chào em. Hạnh phúc nha. Cảm ơn tụi em. Dạ. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Xin chào hai em. Em chào chị Hồng Văn, anh Quốc Thuận. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Võ Minh Mơ. Em đến từ An Lão, Bình Định. Và nghề nghiệp của em là dược sĩ anh. Dạ, em là Đinh Lê Tuấn Anh ạ. Dạ, em năm nay 26. Dạ, em đang là nhân viên của văn phòng phòng giáo dục huyện An Lão. Hai em là cùng quê. Dạ. Ủa, hai em là ở quê vô trong đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Ủa, từ Bình Định vô luôn á hả? Dạ. Thôi, thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai vợ chồng đã lặn lội đường xa đến đây tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Bây giờ kể cho chương trình nghe là hai em quen nhau từ thuở nào?
Dạ, em với chồng em là biết nhau là anh em lớp 10, chồng em lớp 9. Nhưng mà mãi tới 7 năm sau khi mà gặp lại thì mới yêu nhau rồi mới cưới nhau. 7 năm sau mới gặp lại yêu nhau? Dạ. Wow. Thì lúc đấy thì nói chung là em nhiều mập mà em còn đen, em xấu lắm kìa. Ảnh thì lúc đấy con cũng dạng như là nhà cũng khá giả nên ảnh là cũng nhỏ con, tính tẻo, thư sinh vậy. Thì lúc đấy gặp nhau thì cũng chị em thôi, nói chuyện qua lại chứ cũng chưa có nảy sinh tình cảm. Xong khoảng một thời gian vậy là năm lớp 12 là em đi vô Sài Gòn với ba mẹ. Còn ảnh thì ảnh đi lên công tâm, ảnh học thì hai vợ chồng em xa nhau từ đấy. Bây giờ để cho ông này ông nói về cái ấn tượng gặp em đi đã. Tại sao lý do gì vừa đen vừa mập vừa xấu mà tại sao mà để ý bà? Dạ lúc đấy quan niệm em là em không có xem là vợ em xấu. Thì em thấy tính tình vui vẻ, hồi đó còn nhỏ em cũng chưa nghĩ tới cái chuyện yêu đương. Nói chuyện qua lại chị em hồi đó còn kêu chị. Nên là tới chừng em đi học rồi cũng trải qua cũng khá mối tình. Lúc đấy em bị người yêu bỏ thì em mới lên Facebook. Em ngồi em cũng lướt là em thấy chị này nhìn mặt quen. Do lúc đó là hồi xưa là khi mà em gặp vợ em là 60 kg lận. Khi mà 7 năm sau em quay lại thì mới chỉ còn có 48 kg thôi. Nhưng mà cái nét vẫn còn. Cho xong em mới nhắn tin. Em kêu nhìn mặt quen. Có nghe gặp lại trên Facebook đúng không? Dạ. Sau 7 năm em đi Sài Gòn á thì em mới nhận thức được là cái bản thân mình nhan sắc nó rất là quan trọng. Nên là em mới quyết tâm là em giảm cân. Xong rồi em tắm trắng rồi em sửa soạn bản thân đã. Mà chị muốn hỏi nè, lúc mà cái bạn này nhắn tin cho em á là em có nhận ra bạn này là cái người mà em đã từng biết không? Không, hồi đó em qua Facebook ảnh là tàn hình người yêu ảnh không à. Để avatar cũng hình người yêu ảnh mà em đâu có biết đâu. Xong rồi là nói chuyện qua lại một chẹp mới nhận ra. Rồi đến bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau và chính thức yêu nhau? Lúc đấy thì ảnh cũng có vấn đề trục trặc tình cảm. Thì em cũng có vấn đề về tình cảm bởi vì lúc đó em còn vẫn còn quen người một anh nữa. Lúc đấy là em với người yêu cũ cũng đang lục đục á. Em nói anh người yêu cũ là cứ đi mà anh không chịu. Sau đó em hỏi, không cứ thì đi hỏi thì chừng nào 30 tuổi cứ cũng được. Đó, mà trong lúc đấy ông này ông mới nhảy vô, ông kêu nó không cứ thì em cứ, nó không hỏi thì em hỏi. Nó không hỏi thì em hỏi. Mà anh rồi ông này ông em ừ một phát là ông làm tấn tấp luôn. Ông gọi điện thoại vô rồi mẹ ảnh đi khám bệnh trong này nè. Xong rồi mới nói chuyện với mẹ em. Này là anh đang trong thời gian nghĩa vụ quân sự á. Nên mẹ nói là không, bây giờ nếu như hai con thương nhau á thì con về quê làm đi. Mẹ sẽ gây dựng cái sự nghiệp cho con làm. Mình cũng dạ vậy thôi chứ mình không nghĩ là mẹ anh nói có một. Nói ngày trước thì sao anh kêu em ơi mẹ kêu cây tới xây nhà xây quán cho em rồi. Em mình họ âu lên mình kêu rồi vậy đâu mà nhanh dữ, mình chỉ nghĩ mình nói vậy thôi chứ còn tiến tới nó có rất là nhiều bước. Mới đầu là một cái không hề có dự định cưới nhưng dạ. Mà qua rất nhiều những cái sự cố sự việc dạ. Xảy tới thế là cưới dạ. Đó cưới là coi như đám hỏi rồi cưới luôn hay là đám hỏi xong rồi mới đám cưới? Dạ khi đó là em mới kêu thôi về làm lễ đám hỏi trước. Đám hỏi dạ, do em cũng còn đang trong lính. Xong là vợ em về đây ở được 2 năm cái là hai vợ chồng làm vợ kế hoạch. Con em được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé em là bây giờ được 22 tháng. Vậy thì con em được bao lâu thì các em mới đám cưới? Dạ con em được 7 tháng. 7 tháng rồi lúc đêm tân hôn sao? Con nằm giữa hai chồng nằm hai bên hả hay sao? Đêm tân hôn về là vợ em mới hỏi em một câu, anh tối nay mình có tân hôn không anh? Em mới nói vợ em vậy. Thôi giờ em cứ lên cho công ty trước đi rồi tính tiếp. Dạ. Rồi bây giờ có vỡ mộng về nhau? Vỡ tè le luôn không? Vỡ tè le nhau. Ổng lụm thụm mà ổng bừa bộn lắm. Sáng á, anh đi làm đó, bắt đầu là anh cởi cái quần ra là anh làm cái tuột là để tại chỗ vậy. Bước cái chân ra thôi, giống như này mình tiên mình tám bước ra vậy. Đi vô, em đi vô em thấy cái quần y cho cũ luôn á. Mười bữa như chục ai dọn kệ. Lượm thùm, đúng không? Dạ. Rồi còn gì? Ảnh thì có cái là ảnh vô tâm lắm. Kiểu như vô tư mà nó ở một mức level thành vô tâm á. Ví dụ như là em buồn ngủ chuyện gì đấy. Đó, là em đêm là em nằm là em khóc. Đó, hoặc là có cái tính cái tật của ổng là ổng ngủ không muốn ôm em. Kiểu là ổng ngủ một mình ổng hồi giờ vậy đó.
mà mình vợ chồng về là mình muốn ảnh là ảnh ôm mình giống kiểu phim Hàn Quốc vậy. Dạ. Nhưng ổng không có thích vậy. Ổng cứ quấn một cái mền xung quanh như một con kén vậy. Như cái thói quen của ảnh chị, em nói ảnh đậu đi mà ảnh không đậu được. Cái nhiều lúc em tức quá cái em cũng niệm khép. Ổng cũng ngủ dắt tới sáng vậy. Sáng xong em dậy em cũng hờn, em kêu đợt này là em cho ổng xù luôn. Ủa nhưng mà chị hồi nhỏ này cũng quấn mền hoài vậy rồi lúc ấy là nó quấn luôn hả? Ấy lúc đấy thì ổng thả mền rồi chứ. Đúng rồi, lúc ấy là phải thả chứ. Một tuần vậy thả mền mấy lần? Dạ cũng được. Được không? Có làm biếng không? Không. Làm biếng lắm đó. Dạ. Em quấn mền là biết làm biếng rồi mày không? Sao vậy? Dạ nhiều khi em cũng rõ về cái vấn đề đấy, có khi nó cũng hết xài được rồi sao? Ủa là sao? Ủa cái gì hết xài? Em hỏi ổng, ổng cũng nói vậy á. Em kêu chứ quen cho lém cô vô xong rồi xài chạy hết tới tôi hết xíu quách. Đây là làm biếng thôi đúng không? Dạ, dạ. Như lại cái kiểu như vậy em về mình, cái khi mình về mình nằm mình chờ thì chị cứ đi làm ra cái gì đâu không? Tới chừng cái hết hứng em quấn kén là tới chừng chỉ lên chỉ quèo. Trời ơi. Không biết ý mà. Không biết ý thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ có nghĩa là bên đến bây giờ em mới hiểu đúng không? Em cũng tự hỏi là kêu hay là do mình sinh con mình mập mình xấu quá rồi nên chồng mình nó không quan tâm nữa. Xong rồi em cũng tìm hiểu, em cũng thay đổi mình. Em cũng mua váy ngủ sexy rồi vậy. Em mua một cái đầm 4.5 đúng sexy luôn á. Sexy. Mấy chị kiểu như trên mạng có tham gia hội, mấy chị cũng kêu mình phải giữ trong mình vậy. Mình mua về mình tắm rửa sạch sẽ, mình mặc cái đầm sexy vô, mình bước vô ông quấn kiến gì. Em hỏi anh em đẹp không? Cơm kêu thông. Em mặc bộ đồ đó là cho em nghỉ. Tức là ổng không chịu. Trời. Nhưng mà em là cái gu em thích làm sao? Em cứ kiến công cao tường cứ từ từ. Mà đụng vào em là em hay nhột. Mà bà này là cứ khoái rút vào nách. Kiểu vậy em không biết trong đấy nó có cái gì. Rất thích rút vào đấy. Mà nó nhột là em chịu không được. Cứ mỗi lần thế là em cứ cười. Mà em cười cả tiếng đồng hồ vậy là hết hứng đi. Rồi sống lên. Cái đó nó còn khủng khiếp hơn là uống kén. Dạ. Thế còn bây giờ tật xấu của vợ em? Tật xấu? Ngoài cái chuyện mà lấy cái đầu chui vô cái nách đó. Được một cái là cũng hay quan tâm chồng, quan tâm mẹ. Cũng nói chung là cũng chu đáo lắm. Nhưng mà khi sinh tới giờ là có cái tính hay quên. Và mà cứ mỗi lần quên là bác em đi tìm. Ví dụ tìm cái gì? Dạ ví dụ như để điện thoại ở đâu không biết. Đấy. Là cứ biểu em đi tìm hoài vậy. Rồi vì bây giờ em mong muốn mà cô vợ mình thay đổi điều gì? Dạ em cũng muốn vợ em thì mình điềm tĩnh lại một tí xíu. Tính vợ em hay nóng nữa, mà mỗi lần nóng lên là nói cũng không có được giữ ý cho lắm. Nên là em chỉ muốn vợ em sửa về cái lời nóng tính nói. Dạ đúng rồi. Rồi con em. Dạ thì đối với em thì chồng em thế này là đủ. Tại vì là con người mà ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm. Nhưng cái quan trọng nhất là em thấy chồng em thương em, chồng em hiểu em. Chỉ có điều là những cái râu ria bừa bộn hay là chơi game chơi đồ gì đó thì em có chấp nhận được. Bởi vì là chồng em là không rượu chè, không bia bọt, không gì hết. Chỉ có chơi game thì em chấp nhận. Có mong anh đừng có quấn kén nữa. Không cần nên quấn kén nữa. Nói đi, nói cho biết đi. Em cũng mong anh là anh quan tâm em một chút. Anh bớt quấn kén đi. Được không anh? Dạ chắc được. Nhưng mà em đơn giản lắm, em đừng có nằm em chờ. Hả, cái cơn em lên là nó bất kỳ ở chỗ nào kệ nó đó. Em cứ nắm đầu vô xử luôn. Nắm đầu vô vậy chứ. Nhiều cái ghét lắm chị. Em kêu thôi về ngủ em dãy là biết ý rồi mà không chịu về. Khổ thế. Bây giờ giao ấm hiểu, hiểu không? Đó bây giờ này em đang làm cái gì em làm không cần biết. Em thấy cái mắt của chồng em đỏ lên nó nhìn chằm chằm. Em ơi. Là đúng chị thôi. Đúng không? Thôi giờ chúc tụi em hạnh phúc thôi. Dạ. Rồi. Ok rồi, xin chào. Chúc hai em hạnh phúc. Em tên là Ngọc Linh, em 25 tuổi, em đến từ An Giang. Em làm công tác ở đâu? Em lấy chồng rồi, em cũng về quê. Em có mở một cái tiệm chuyên nail á. Nail? Ở dưới quê luôn. Mở tiệm nail. Làm móng đó phải không? Dạ. Ừ. Quê gọi làm móng. Rồi. Dạ em tên Ngọc Tài, em ở An Giang luôn, cùng quê với vợ em luôn. Em năm nay 27 tuổi. Tài đang làm công tác ngành nào? Dạ em công tác bên nhà công đám cưới. À vậy hả? Em đánh nhạc cụ gì? Organ. Organ. Dạ. Bây giờ hai em kể cho chị Vân với anh nghe là
chuyện tình của hai em như thế nào? Em thì biết chồng em á là 2 năm về trước, nhưng mà hai đứa biết nhau mà không có ai mà nói chuyện với ai hết trơn á. Tại lúc đó là anh đi chơi với bạn ảnh, em đi chơi với bạn em. Cái xong rồi vô tình 2 năm sau em đi về quê. Cái em gặp lại ảnh trong cái sinh nhật của anh. Quê cô là ở An Giang rồi mà cô còn về quê. Tại vì vợ lúc đó ở Sài Gòn. Em làm việc ở Sài Gòn. À, dạ. Đó. Em cũng được mời cái đám sinh nhật đó. Rồi em vẫn lời đám sinh nhật mà chiều bữa đó em còn có show để đi đàn. Rồi xong thấy vợ em, xong rồi em rủ vợ em đi xem em đàn luôn. Em đi chơi rồi xong anh chở em về, em về nhà. Về nhà xong cũng có nhắn tin, cũng có điện thoại. Mà lúc đó hai đứa chưa có gì chứ, chưa có ngỏ ý gì với nhau chứ. Em về dưới thì được khoảng 10 ngày, cái bắt đầu em mới có suy nghĩ là em đi lên Sài Gòn lại. Thì lúc đó ảnh có nhắn tin cho em, ảnh nói là ảnh muốn quen em. Em cũng chưa có nói gì hết, nhưng mà em nói là em sẽ đi Sài Gòn. Thì nếu mà em đi Sài Gòn vậy thì sao quen được. Rồi cái anh nói thì em cứ lên đó làm đi, rồi anh rảnh thời gian nào thì anh lên thăm em giờ đó. Mà anh nói cho em tự tung tự tác ghê lắm. Ở đâu? Ở dưới quê đó. Ở xa đúng không? Dạ, em lên Sài Gòn, chồng em vẫn ở dưới An Giang. Dạ. Rồi sao em biết ảnh tự tung tự tác? Sao em biết? Tại vì ở dưới em có tai mắt hết rồi chị. Trời ơi. Tai mắt hết rồi chị. Không nghĩ là vợ em biết thì cứ đi đám cưới thì gặp cô này dễ thương thì xin số nói chuyện qua lại vậy thôi. Thôi. Đầu thì ảnh nói chuyện nó nghe chững chạc lắm. Cái gì cũng nói nghe hay lắm. Mình thì mình nghe cái mình tự nhiên mình cũng tin tưởng. Giống như mình dạy, mình dạy vậy đó. Cái đùng ra cái quen nhóc hết trơn luôn. Quen nhóc hết trơn dạ, luôn. Dạ, nhóc hết trơn luôn. Ghê lắm. Rồi sao? Rồi quen người ta rồi em... có làm chuyện gì động trời đó không? Dạ có, nhiều lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện động trời cho anh nghe đi. Ông anh ở dưới quê chơi thân. Cháu ruột của cái anh đó mới có 17 tuổi à. Dám chở con người ta đi khách sạn. Mà chỉ cái lời đó là chỉ đi gây đồn thôi, chứ thật sự là đi ăn ban đêm. Mà có chở không? Có chở mà chở đi ăn thôi. Mà ăn trong khách sạn, ăn ở đâu? Ăn ở ngoài quán quán chú gõ. Rồi chở. Nhưng mà mình đâu gì? Có biết, mình đâu có biết được là có đi khách sạn hay không đâu. Nhưng mà biết chắc chắn là người này chở người kia đi. Mà đi mà khóa máy luôn. Mà tỉnh bơ luôn vậy đó nghe. Đi cái em điện xong vừa về tới nhà là có người nhắn tin cho em liền. Ông anh đó, ông nhắn tin cho em liền. Ông nói là tại về tới nhà rồi kìa. Lúc đó em đang ở trên Sài Gòn mà em đâu có ngủ được đâu anh. Tức, mình tức. 1-2 giờ sáng điện về tới nhà, điện cho ảnh xong cái ảnh nói anh về tới nhà rồi, hỏi ủa sao em điện cho anh không được. Cái anh nói tại mấy anh hết pin mà em bình tĩnh lắm nha, em không nói gì hết trơn á. Vậy thôi anh ngủ đi ha. Anh cũng nói anh mệt quá, anh mới đi đờn về mệt quá, anh ngủ nha. Rồi tắt máy ngủ. Em ở trên đây em tức, em ức nha, em ức mà em đệ em đâu có ngủ được đâu, em thức sáng một đêm luôn. Rồi bây giờ có câu chuyện nào mà động trời không mà khiến cho em quyết định là có mém mấy chơi á, chia tay á? Dạ là cái lần mà gần Tết, gần chuẩn bị đám cưới rồi là coi ngày hết rồi, là biết ngày hết trơn rồi. Em vô tình em mất cái điện thoại, ảnh mới tự dưới quê ảnh đem cái điện thoại lên cho em xài. Có một cái chương trình live á, mở ra toàn là cuộc điện thoại, toàn là tin nhắn không, hai người hẹn hò Tết chở về đi khách sạn. Ông nói gì vậy ông ơi? Ông sợ ông quen ai ông cũng hốt tao đi khách sạn không ơi? Ông nội làm như ông có cổ phòng với khách sạn rồi sao? Tại em cái tính em hơi đào hoa, tại vì xa vợ mà đào hoa một tí. Đào hoa mà không phải không có làm gì hết, chỉ có tin qua lại vậy thôi. Tin qua lại vậy thôi chứ không có chuyện gì xảy ra. Tại vì em tin tưởng, em cũng tha thứ 1-2 lần rồi. Trong lòng mình cũng bị tổn thương, cứ nghĩ tới là cứ khóc. Em quyết định em chia tay. Anh điện thoại cho em nói chuyện giống như cái xác mà không có hồn vậy đó. Cái xong rồi cái em mới nghe kinh Phật, lúc đó là em bắt đầu em nghe kinh Phật. Mỗi lần mà em nghe là em khóc. Tại vì mình tin tưởng á. Em cứ nói đi. Thì em khóc cho chồng em thấy là không okay. Là thực sự là em rất là bế tắc trong cái thời điểm đó, rất là buồn. Em mới đánh đổi. Em tha thứ hết cho ảnh. Giống như em đánh đổi cái tấm lòng của mình, em dành cho ảnh hết. Tha thứ hết. Để nếu mà sau này ảnh biết, ảnh thấy cái tình cảm mình đối với ảnh như vậy thì ảnh sẽ thay đổi. Thì mình sẽ được hạnh phúc. Còn nếu mà mình không may mắn ảnh như vậy nữa thì coi như là mình số mình mắc nợ ảnh. Khi mà cưới nhau về có thay đổi cái tính lăng nhăng không? Cũng có. Ngay cái ngày đêm đồng phòng á, cái cô bé mà gọi điện là Tết về sẽ đón á, nhắn tin cho ảnh á, hỏi đám cưới cho anh rồi có hình chưa, rồi ảnh nói là chưa em. Rồi con bé nó nói là khi nào mà có hình á anh gửi qua cho em nha. Cái cảm giác của em giống như là con bé nó chấp nhận ảnh có vợ rồi nhưng mà vẫn muốn qua lại với ảnh. Mà em thì đâu có nói gì, vẫn nói anh đã có vợ rồi, đừng nhắn tin cho anh nữa. Người kia nói ok rồi không nhắn tin nữa, từ đó tới bây giờ là vẫn không nhắn tin nữa. Nhưng mà rồi nghe xong rồi còn động phòng được không? Không. Không. Sao
anh không nói. Xong rồi nói đủ thứ chân này, xong anh cũng năn nỉ, anh nói là anh không có gì đâu để anh nhắn tin vậy. Xong rồi cũng năn nỉ vợ, năn nỉ hồi rồi cũng phan nhau cái đi ngủ. Trời đó. Đó, tại vì trước đó, là ăn sâu. Không, con hứng ở đâu mà. Không, là ngay lúc đó rồi. Nói chung là tôi cảm ơn em đã cho tôi một cú té mà nó là nó quá tuyệt vời. Tại vì em đã dẫn dắt câu chuyện nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rồi, bây giờ sau khi cưới nhau về, ngoài cái việc là anh ấy lăng nhăng, anh ấy còn có những tật xấu gì không? Có. Đã thay đổi rồi, nhờ em nghe kinh Phật. Dạ. Dạ, có 2-3 ngày là lộ ra hết luôn. Lộ ra hết luôn? Dạ. Lúc mới cưới, chưa có cưới là cái gì, anh cũng chín chắn, nói chuyện rất là chín chắn. Anh là một người biết lo cho gia đình, anh biết thương mẹ. Nói chung là cái gì mình nghe mình cũng thấy, người đàn ông này sau này mình sẽ được người ta đỡ đần nè. Nhưng mà về là không có, nó ngược lại hết trơn. Thí dụ, giống như nói với mẹ, nói là rất là thương mẹ nha. Mẹ anh lớn tuổi rồi, bây giờ anh không có để cho mẹ anh giặt đồ của anh mặc hồi đó giờ anh giặt không à. Nhưng mà về hỏi mẹ không có, bắt mẹ giặt không à. Vậy là nói xạo. Dạ. Đúng không? Còn cái gì nữa không? Còn. Còn nhiều lắm. Giống như chất chứa trong lòng á, đúng không bà con? Không, chất chứa trong lòng bữa nay mới được khui đúng không? Dạ, bữa nay mới được khui. Lúc bình thường rất là thương vợ, cái gì cũng vợ hết trơn á, lo lắng cho vợ. Nhưng mà tới lúc nhậu vô là cọc tính, nói chuyện láo lắm. Coi dù mới cưới về cái chưa gì hết, ảnh nghe cái đêm khai trương nhàn nhạt thì em thấy là cái lúc đó là ảnh lo làm quá đi, thì mình sợ anh đói xỉn hết rồi, còn có mấy người ngồi lại với hai chồng em mà em mới lo cho anh ăn, em mới đút cho anh ăn. Cái quay người ta mệt muốn chết còn bắt người ta ăn ơi hết là gì. Quay anh nói em vậy đó mà cái mặt láo lắm. Con mắt á thì con đậu con bay à. Mà cái chuyện mà liếc vậy là thấy có một con à, con kia mất tiêu rồi. Mà nghĩ là mới cưới, mới mua cái vàng đồ là buổi tối bữa đó nhậu, mà hai đứa em với vợ em, mà những người gây ra chuyện là em nói là em lớn tiếng như vậy em, xong rồi lôi ra vợ đồ về nhà mẹ, chạy chở về nhà mẹ đòi ly dị. Hai đứa đi vậy đi, chở em luôn, vợ em đòi, em đòi đi về. Em nói mẹ sáng mẹ phải về đây mẹ rước con, mẹ không rước con về là con chết. Cái xong cái hả, anh quay qua anh nói là khỏi đi, khỏi đợi mẹ rước, giờ em muốn đi tôi chở em đi. Xong đùng chở lên Sài Gòn hả? Không, chở thì nhà mẹ em á, nhà ảnh với nhà em á, chả gì chả gì mà mẹ dưới quê đúng không? Dạ. Anh đùng lên, ông nói vậy cái xong anh mở cửa anh la làng lên, anh nói mẹ cha ông bà cái đem qua coi nè, vợ con hả, giờ nó đòi gì bển, con chở nó gì bển, nó chống với con hả, cho nó chống với con nè. Là la bà Hải đúng không? Dạ, là tự nhiên nhảy khơ lên vậy. Ảnh là có cái chuyện gì là anh cũng nhảy cựng lên vậy. Giống như ông giống như chiếc phèo vậy. Rồi xong rồi bữa đó làm sao? Chở em về nhà làm sao? Em về nhà xong rồi ở nhà ảnh thì ảnh nói chuyện nó hả lên mặt lắm. Về nhà em á giống tỉnh queo vậy nè, xìu xuống. Ảnh nói là lúc đó là ảnh chở em về xong là ảnh đi về luôn. Mà lúc về rồi xong em đi vô phòng em đóng cửa cái gầm lại là không chịu đi về, ngồi ngoài giỏng hoài luôn, nói chuyện với mẹ xong rồi đóng cửa lại, leo nhà em có cái bức tường á, leo từ trên, leo từ phòng này qua phòng kia nhảy xuống. Trời ơi, năn nỉ lại chứ không năn nỉ mắc vợ sao. Nhưng mà bây giờ là lúc đó đang ở trong phòng mà giờ leo tường vô vậy, rồi lúc đó em sao? Thì leo tường vô thì cho vô chứ em giờ em biết vô sao được, vô là làm gì? Vô xong rồi năn nỉ nằm kêu ngủ đi, mà em khóc hoài, em khóc thút thít vậy cũng năn nỉ xong rồi cái mà lúc đó em bị lên cơn đau tim á, em cứ hớt em thở không được á mà mình tức nữa. Cái xong cái anh sửa á, là mẹ đừng nói mẹ, tại vì mẹ em ngồi bên phòng kia mẹ em la cái mẹ đừng nói nữa, vợ con lên đau tim mà mẹ đừng kể nữa. Cái bà sợ quá, bà đi qua mẹ đi qua bóp dầu ha cho em rồi. Cái em khóc, cái anh cũng khóc luôn, anh năn nỉ anh xin lỗi vợ anh xin lỗi nha, khóc quá chân khóc luôn. Xong rồi em mới thấy vậy cái em mới cũng xìu cái xuống tim, cái xuống tim. Dạ rồi còn sao nữa? Xìu rồi ngủ tới sáng thì thôi đó, chứ không có gì không? Không, xỉn là không có than nổi. Không xỉn là chắc cũng không có tha đâu á. Không, không xỉn là không tha đâu. Tha đâu. Đến tài đó em. Vợ em thì được cái tánh là gan trai á. Ví dụ như ngồi trong bàn nhậu 2-3 người, trong đó nó ghét hai người thì nó cứ ra mặt, nhạt nộ gì đó, bỏ đi, không nhậu với người đó nữa.
Công việc em thì công việc giao lưu. Vậy là em muốn vợ em sau này thì sửa cái tánh mà đánh đá anh tí xíu đó. Ví dụ như không ghét người ta thì vẫn ngồi đó với người ta, với chồng con. Với chồng vợ với chồng. Rồi sao nữa, còn thật xấu gì nữa? Cô ấy có thật xấu không? Kể đi. Cũng có vậy. Có kể đi. Mà lên đây gung quá em quên mất tiêu. Em có muốn chia sẻ những gì về trong lòng của mình, có muốn chia sẻ điều gì đó để cho vợ mình hiểu mình không? Thì sống chung thì cũng được gần 10 tháng rồi. Thì bây giờ em mới hiểu ra là vợ rất là thương em rất là nhiều, chu toàn hết. Thì em muốn sau này thì hai chồng cũng nắm tay nhau suốt cuộc đời này để nuôi gia đình mình. Những chuyện đã qua có muốn nói gì với vợ mình không? Anh yêu vợ. Trời, muốn khóc rồi kìa. Yêu thì ta ôm cái rồi ta hung cái đi. Thì đừng có phang thôi, hiểu không? Đứng lên. Đứng lên, mất mớ gì phải ngồi vậy. Ôm vợ cái đi. Thật sự đó, rất là đẹp luôn quý vị, đúng không? Quá đẹp. Dễ thương quá không, trời quá đất. Nói với tớ không phải về phang cái gì. Chồng lạ. Trời ơi, suốt ngày cái đồ phang hoài. Hai chồng thì cái hộ phang quá. Ta chưa có con mà. Phang kiếm con chứ. Ủa, có muốn có con không? Dạ có. Để đó, chuyện đó để anh lo. Dễ thương quá trời luôn. Vậy là bây giờ chồng chỉ muốn vợ là thay đổi cái gì, tức là bớt gọi là bớt thật đi chút xíu, có nghĩa là những giấu cảm xúc chút xíu. Dạ. Không có ưa người đó nhưng mà kệ thôi, người đó là chồng bạn của chồng mình thôi, kệ. Dạ. mình nén lại chút xíu. Dạ. Rồi là muốn là nắm tay nhau thật chặt, là siết tay nhau thật lâu đó, thì cuối cùng rồi. Vậy còn vợ sao? Còn em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bình thường thì rất là thương vợ, không có cái gì hết trơn á, rất là lo lắng cho vợ, cái gì cũng là vợ hết. Nhưng mà có cái là nhậu vô á điên lắm, ai mà khích ảnh á, giống như cái ông anh nó không hay nó chơi mà giữa nó chơi mà giữa nó thiệt ngại, không có thích. Anh nói nếu mà vợ tao mà nói câu đó là tao đánh gãy răng. Không ai tán vỡ mà nói như thế, cái xong ảnh bị kích động á, dễ kích động á. Thì đó, thì chị nói em nghe, bây giờ em cứ thử đi nha. Dạ. Chẳng hạn chồng mình á, trong coi như 24 tiếng đồng hồ thì trong đó chỉ khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng á là chồng mình ở bên cạnh mình thôi. Dạ. Còn lại 7 tiếng hoặc là 8 tiếng kia là ở với bạn bè. Dạ. Đúng không nè? Thì á, khi nào mà em được lòng của bạn chồng em á. Dạ. Thì mọi cái á, nó sẽ hóa giải được hết. Dạ. Em phải hiểu là đó, cái chuyện mà chẳng hạn như là cái tánh em thẳng á, em bộc trực á, chứ em không thích người này là em tỏ thái độ là em không thích liền. Dạ. Ví dụ vậy. Dạ. Thì chắc chắn là người kia họ sẽ không thể nào đồng cảm được cái chuyện đó của em. Dạ. Và họ sẽ sau khi mà em đi rồi, em bỏ đi rồi thì tất cả những điều đó chồng em nghe hết. Dạ. Hiểu không? Dạ. Con vợ mày tao thấy vậy mày mà không dạy nó mai mốt đó, tao nói thiệt mày, nó leo đầu mày, nó ngồi thế này nó kia, nghe hoài. Dạ. Nghe hoài lắng lại thành cái tiềm thức đó chị nói em. Dạ. Thì bây giờ em phải dùng cái cách của em. Ừ. Em xóa hết mấy cái tiềm thức cũ đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Bằng cách gì? Bằng cách là nhỏ to tâm sự với chồng, bằng cách đó là lấy được cái tình cảm của bạn chồng. Dạ. Có nghĩa là em thương chồng là em phải thương bạn của chồng, mặc dù mình khó chịu thiệt nhưng mình phải tạo được cái mối quan hệ đó. Dạ. Thì em thấy mọi thứ nó khác liền. Ừ. Dạ. Ha cưng. Dạ. Thôi nhân đây thì cũng chúc hai em nha. Dạ. Lúc nào cũng thấu hiểu nhau hết. Dạ. Và hạnh phúc. Dạ. Và đặc biệt là trong năm sau có em bé. Dạ. 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 Ok. Rồi cảm ơn em.